Hello. Minh Anh, lâu quá rồi không gặp. Minh Anh có anh chồng đỉnh lắm nha. Xe anh lo, thẻ em quẹt anh cũng lo. Mà quen nhau 10 năm rồi, thế thì chả là vợ chồng là gì. 10 năm á? Anh xin lỗi, em lại quên mang thẻ. Bạn em chạy con xe đó hả? Bạn trai bạn em. Ghê hả? Con xe này là... Anh có định về không hả? Cô có muốn suy nghĩ nghiêm túc về việc làm bạn với tôi không? Không muốn làm bạn của anh. Không làm bạn cũng được. Vậy chúng ta có thể tôi là... Tôi không muốn làm người tình của anh. Yêu trước ngày cưới. Phát sóng độc quyền trên siêu ứng dụng giải trí VION thứ 6, thứ 7 hàng tuần.